Tốt, cảm ơn em qua ở vừa dài và một chào tay để cùng thưởng thức nào. Cảm ơn. Ôi. Có mừng mượn luôn cái áo dạ qua được không? Lấy được, lấy đi. Vui á, vui á. Được nha. Mấy bạn nữ ơi. Ui. Chơi à? Ừ, chơi. Miếng không ai. Cái bài hát như vậy bạn lên sân khấu á thì
nghĩ là bạn phải chọn một cái hình tượng gì đó nó ngầu hơn xíu. Đúng rồi, tôi thấy nó chưa có đã, bạn hiểu không? Nói chung là tôi tưởng tượng là phải nó phải đã luôn đó. Đó, em nhìn cái anh em xin bên cạnh đó, thấy không? To me vậy đó. Mặc áo xe đầu chuối, đừng bóng cái sợ không? Nên nó đi cao hơn. Không biết là mình thấy mình phải róc lên nữa, nó phải máu lên nữa. Nói chung mình chưa, mình thấy nó còn hơi thiếu, mình chưa có đã, phải không? Em có xem cái chương trình này các mùa trước chưa? Em coi một buổi của mùa trước. Là em tới xem trực tiếp hay là dạ, em xem trực tiếp? Em thấy cái thí sinh cái lúc đó là em coi vào vòng sơ loại hay là vòng bán kết? Dạ, sơ loại. À, vòng sơ loại hả? Và em nếu mà em xem các cái vòng bên trong nữa thì xem các cái bạn thí sinh bạn thi á, bạn đầu tư trang phục rất là ghê gớm, giống như thi The Voice vậy đó. Em ví dụ như mình hát bài này mình cầm cái tắt nó ngầu ngầu xíu thì em phải làm cái trang phục nó hoành tráng hơn. Nhớ là nếu mà không vô vòng trong thì ráng là tầm hình nó bự lên giống như em xì bên cạnh vậy đó. À, nói chung là cái này chỉ là đề tượng ha, chưa đó đủ xài, không cần tưởng thêm á. Ok đó, thấy không? Rồi ok, một cái phần nhận xét về chuyên môn thì có gì để em dừng lại là cho anh Cao Long. Dạ vâng, xin kính mời giám khảo ca sĩ nghệ sĩ Cao Long ạ. Xin chào Minh Huy ạ. Dạ. Bạn có một cái giọng khá cao. Cái bài Cơn Mưa Ngang Qua mà những cái nốt cao đó thì cũng rất là cao và bạn hát tới. Nhưng mà cái hát của bạn nó đang bị hét nhiều quá. Tức là nó không có phải là thực ra mình hát được cái nốt đó một cách bình tĩnh, mà bạn đang có cái xu hướng là hét lên cái lúc mà hát cái It's Too Late ấy, thì bạn cũng đang có cái xu hướng là nó hơi bị ồn ào. Thực ra trong cái giọng của bạn có cái nội lực nó chưa có, thì nó đang khuấy động lên bằng cái sự ồn ào và cái vũ đạo và cái cách thể hiện của bạn trên sân khấu. Thì thực ra trong cái bài hát này thì mình thấy là bạn đang nó bị là không giống như bạn đang vũ diễn mà bạn đang là có vui vậy, nó nói như vậy. Và cái mashup thì hai cái bài này mà mashup lại với nhau nó hơi bị lộn xộn, nó chưa có khoa học. Tức là thường thường người ta phải có một cái gì đó đẩy lên và nó buông ra, thì cái tự nhiên bạn đẩy giữa chừng tự nhiên mình buông xuống rồi nó lại lên lại, nó không có, nó chưa có hiệu quả trong cái cách mashup này. Và mình thấy nó hơi mạo hiểm. Tại vì lúc mà người ta đang chờ nghe một cái gì đó bùng lên, thì thay vì nếu mình không có bùng lên mình phải làm một cái gì đó ấn tượng. Nhưng mà lúc mà bạn thay cái câu kêu vô của bài khác vô á, thì nó lại cảm giác như nó là rất là lộn xộn, nó cảm thấy nó không có được ăn khớp cho lắm. Thì thực ra mà để mashup hai bài hát mà cùng hai nội dung khác nhau, hai cách chơi khác nhau lại nó không phải là chuyện dễ. Và mình hy vọng là bạn sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Dạ. Cũng có thể là trau dồi thêm cái giọng hát của mình, đừng cố bằng lực, đừng hát bằng sức khỏe nhiều quá, mà phải hát bằng cái giọng của mình nhiều hơn. Xin cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng đến với thí sinh cuối cùng.